Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tiếng nói Hải ngoại BNTV 57.3. Xuân Phương cùng đồng bào biên tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Việt Nam trao đổi thư từ và nhật ký của các chiến binh tử trận. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã hoàn tất một chuyến viếng thăm lịch sử tới Việt Nam vào hôm thứ Hai 4 tháng 6 nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia. Vào ngày Chủ nhật 3 tháng 6, ông Panetta đã trở thành quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, đã đi thăm Vịnh Cam Ranh ở miền Trung Việt Nam, một trung tâm hậu cần của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt Nam. Vì Bộ trưởng Quốc phòng đã viếng thăm tàu chở hàng của Hoa Kỳ USNS Richard E. Byrd đang được sửa chữa tại hải cảng Việt Nam và ông đã nói chuyện trước các thủy thủ trên tàu. Vịnh Cam Ranh là một hải cảng nước sâu nằm khoảng 350 cây số về phía bắc của Sài Gòn. Quân đội Hoa Kỳ đã thiết lập căn cứ không quân và hải quân tại đây, là nơi này cũng là địa điểm chính cho việc vận chuyển thiết bị trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Chuyến viếng thăm của ông Panetta báo hiệu cho quan hệ quân sự chặt chẽ hơn giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội sau 17 năm nối lại quan hệ ngoại giao. Ông Panetta nói, Hoa Kỳ cần phải xây dựng một mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn với các nước như Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương để có thể giúp cung cấp cho các nước này sự đào tạo, trợ giúp và bất cứ điều gì họ cần để cải thiện khả năng tự bảo vệ an ninh và phát triển thịnh vượng cho chính mình cũng như cho khu vực. Trả lời câu hỏi của tờ báo Wall Street Journal về việc Việt Nam nếu lựa chọn có quan hệ thân hơn với Hoa Kỳ thì có tạo ra sự khiêu khích đối với Trung Cộng và làm thay đổi mối quan hệ hiện nay hay không? Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh tuyên bố, đường lối ngoại giao của Việt Nam là giữ độc lập, tự chủ, hoàn toàn không lệ thuộc vào bên nào. Trong một cuộc họp giữa ông Panetta và Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh vào hôm 4 tháng 6 tại Hà Nội, Hoa Kỳ và Việt Nam đã trao đổi thư từ và nhật ký lấy từ những binh sĩ tử trận này được trao trả lại. Các bức thư mà phía Việt Nam giao cho Hoa Kỳ đã được lấy từ trung sĩ Steve Flaherty, một thành viên của sư đoàn không vận 101, người đã bị giết trong tháng 3 năm 1969. Ngũ Giác Đài cho biết, nhiều trích đoạn của các lá thư này đã được Cộng sản Việt Nam sử dụng trong chương trình tuyên truyền được phát sóng trong thời kỳ chiến tranh. Còn tài liệu được bên Hoa Kỳ bàn giao là một cuốn nhật ký nhỏ màu đỏ lấy từ thi hài của ông Vũ Đình Đoàn, người đã bị giết trong một cuộc đọ súng với Trung đoàn Thủy quân Lục chiến vào tháng 3 năm 1966. Trong cuộc hội đàm, tướng Phùng Quang Thanh đã thông báo Hà Nội đồng ý cho mở thêm 3 khu vực tìm kiếm các binh sĩ Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh. Ông Panetta đã kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam của mình với một cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi lên đường sang Ấn Độ. Chuyến công du kéo dài một tuần của ông Panetta đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm để giải thích chiến lược quân sự mới của Hoa Thịnh Đốn, trong đó cho thấy 60% chiến hạm của Hoa Kỳ sẽ được triển khai trong khu vực vào năm 2020 so với 50% hiện nay. Ông Panetta đã khẳng định chiến lược mới của Hoa Kỳ không nhằm mục đích kiềm chế Trung Cộng, bất chấp một số các quan chức Trung Cộng cho rằng Hoa Kỳ đang cố gắng cô lập Trung Cộng bằng cách xây dựng mối quan hệ với các nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Cộng. Người Trung Cộng nuôi cá bất hợp pháp tại Cam Ranh. Sự kiện thương lái Trung Cộng núp bóng dưới chuyên gia kỹ thuật cá mú đến Cam Ranh nuôi cá khiến cho ai biết thông tin này cũng lo lắng và giật mình về cách làm việc vô trách nhiệm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa. Ai cũng biết Cam Ranh là một hải cảng quân sự rất quan trọng. Cam Ranh đồn trú, hải quân đồn trú tại đây rất lớn. Vậy mà chính quyền địa phương Khánh Hòa lại cấp giấy phép một cách dễ dàng cho những người Trung Quốc nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô. Này sự việc bị chỉ trích thì các cơ quan chức năng ở Phú Yên loanh quanh đổ trách nhiệm cho nhau. Hôm 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh đã triệu tập các cấp phòng ban chức năng để họp và làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc người Trung Quốc thu mua nuôi cá lồng bè gần cảng Cam Ranh. Theo tin từ một số các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa, hiện có gần 20 người nước ngoài, cụ thể là người Trung Quốc, hoạt động nuôi cá, tôm trên vùng biển Khánh Hòa, trong đó tập trung chủ yếu ở Vịnh Cam Ranh và Vịnh Vân Phong.
Trong đó, bè cá tại Đầm Môn nằm cách bờ hơn 10 cây số, được xây dựng kiên cố với 15 căn nhà do bà Quách Kiều, người Việt gốc Hoa, có hộ khẩu tại Sóc Trăng đứng tên. Bè này có 300 lồng, tổng diện tích khoảng 10 hectare mặt nước. Tại khu vực này còn có một bè nuôi cá mú khác do một người Việt gốc Hoa tên Văn Kim Thành làm đại diện, cũng thường xuyên xuất hiện người Trung Quốc. Đã nhiều năm, các lái thuyền Trung Quốc ra vào nơi đây như chốn không có quản lý. Họ mua cá, nuôi cá, buôn bán thức ăn vào nội địa, mua cái họ cần nhưng chẳng thấy chính quyền kiểm tra, kiểm soát. Họ vẫn bám biển Cam Ranh để làm chuyên gia kỹ thuật. Chỉ đến khi báo chí phát hiện thì tỉnh Khánh Hòa mới loạn lên với nào là công văn khẩn, chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Với vị trí chiến lược của Cam Ranh quan trọng như thế mà chính quyền tỉnh Khánh Hòa để cho người Trung Quốc ra vào sinh sống, làm ăn bất hợp pháp là một sự thất trách nghiêm trọng và không thể ngụy biện với câu do anh em không biết. Công luận trong nước đang rộ lên hai chữ hở xương. Về quản lý vùng biển nội địa ở đây, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa rất lớn, đó là trong thời gian dài đã không có hành động nào đối với những lái thuyền không phép này. Họ xâm nhập bất hợp pháp, nhưng đồn biên phòng phụ trách khu vực và cao hơn nữa là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa dường như đã lơ là để cho hở xương một cách không thể ngớ ngẩn hơn. Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 cũng phải giải thích trước công chúng trong nước về các vấn đề này bởi vì đây là vùng giáp ranh với khu vực hải cảng quân sự. Nhưng đội tuần duyên ở đâu mà không phát hiện sớm vấn đề mà phải đợi đến báo chí lên tiếng. Sự việc này cho thấy sự lỏng lẻo và chủ quan kỳ lạ trong cách điều hành của các cơ quan chức năng. Việt Nam chưa có kết luận về cáo buộc có gian lận trong các dự án do Đan Mạch tài trợ. Chính phủ Cộng sản Việt Nam nói cáo buộc gian lận số tiền tài trợ ODA của Đan Mạch chỉ mới là thông tin một phía và hứa sẽ làm rõ vấn đề. Trong khi đó, ba người chủ của ba dự án này được báo chí trong nước trích dẫn đã bác bỏ mọi cáo buộc sai trái. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam ông Phạm Bình Minh trong sáng ngày 4 tháng 6 nói Việt Nam đang chờ kiểm tra về vấn đề này. Việt Nam xác nhận hiện nay cơ quan công an chưa điều tra mà còn chờ kết luận của hai bộ quản lý các dự án là Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trong khi đó, trong một bài đăng vào ngày 4 tháng 6, báo Tuổi Trẻ trích dẫn tuyên bố của bà chủ dự án và những người này đều cho rằng họ bị hiểu lầm. Quyết định ngưng 3 trong 4 dự án tài trợ khoa học của Đan Mạch đã đưa ra sau khi một bản phúc trình của PricewaterhouseCoopers phát hiện nhiều điều bất thường. Cả 3 dự án đều liên quan nghiên cứu về thay đổi khí hậu do Danida, tổ chức viện trợ của Đan Mạch cung cấp tài trợ. Nhưng theo báo Tuổi Trẻ, cả ba chủ dự án đều cho rằng phía kiểm toán đã không hiểu quy trình của dự án. Tại một dự án, kiểm toán của PwC ghi nhận việc 860 triệu đồng được chi cho học bổng dành cho con gái của điều phối viên dự án do giám đốc dự án ký duyệt. Nhưng trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Lâm phân bua, toàn bộ tiền học của con gái của ông là do phía Đan Mạch trực tiếp chi trả và do Bộ Ngoại giao Đan Mạch chuyển, tất cả đều theo quy chế học bổng của Đan Mạch. Nhưng tại sao lại có liên quan đến việc tài trợ dự án thì ông Lâm đã không giải thích. Còn tiến sĩ Phạm Văn Cự, chủ một dự án khác, bị nghi ngờ đã làm thất thoát 4.4 tỷ đồng, đã phản bác rằng, xin trích, những cáo buộc đối với trung tâm không có cái nào đúng cả. Số tiền bị nghi thất thoát ở cả ba dự án là ở vào khoảng 11.4 tỷ đồng Việt Nam. Khoản tiền bị cắt xén được cho là không lớn nhưng đang gây xôn xao dư luận trong nước vì đang làm hại đến sự viện trợ của nước ngoài cho các dự án mang lợi ích cho người dân Việt Nam. Quyết định của Đan Mạch đưa ra ngay trước hội nghị giữa kỳ của nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam khai mạc vào sáng ngày 4 tháng 6 tại Quảng Trị. Điều này đã làm cho chính phủ Cộng sản Việt Nam lo ngại có thể bị các nhà tài trợ gây sức ép phải có hành động đối với vấn đề tham ô. Bụi than nổi trên sông Sài Gòn. Khoảng 11 giờ trưa ngày 4 tháng 6, một số lượng lớn chất bột màu đen đã nổi đầy bề mặt sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn quận 2 Sài Gòn. Ông Nguyễn Văn Đạt, một người cư trú tại quận 2 cho biết, lúc đó khi ông chở hàng đi qua cầu Phú Mỹ thì phát hiện dưới dòng sông nổi đầy một chất màu đen. Người dân không biết đó là chất gì vì đứng trên cầu cao quá,
không nhìn thấy. Thoạt nhìn, nhiều người dân cho rằng đây là những vệt dầu hoang. Tại hiện trường, một lượng lớn chất màu đen dạng bột có diện tích khoảng hơn 3.000 m2 nổi lên bền trên sông. Chất bột này đang trôi cách chân cầu Phú Mỹ khoảng 200 m hướng về quận Nhất. Mỗi khi có thuyền bè đi ngang qua, những vệt đen này tung bụi mịt mù. Ông Hoàng Văn Lộc thuộc công ty tư nhân cứu hộ cứu nạn Đại Minh cho biết, ngay sau khi có thông tin về vệt đen trên, phía công ty Đại Minh đã cho tàu ra quan sát và phát hiện đây là bụi than bị tràn ra sông. Đến thời điểm hiện tại, chưa có công ty, cơ quan nào chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này. Trưa ngày 4 tháng 6, vệt đen nói trên đã trôi dần về hướng cầu Thủ Thiêm. Con chủ xe bus đánh hành khách tát đầu. Khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 6 ở bến xe thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, một thanh niên đã đánh hành khách đi xe bus đáng tuổi cha chú của mình đến tát đầu, máu chảy ướt cả áo. Một số người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện băng bó vết thương. Công an thị trấn Cái Bè cho biết đã xác định người ra tay đánh là anh Nguyễn Hoàng Nam, 18 tuổi, là con của một chủ xe bus. Người bị đánh là một hành khách trên 50 tuổi, chưa rõ danh tánh vì đã được người dân đưa về nhà ở xã Bình Phú, huyện Cai Lầy. Tại cơ quan công an, anh Nam đã khai, ông khách nói trên đã đi xe bus của gia đình mình từ thành phố Mỹ Tho về Bình Phú. Lên xe thì ông này ngủ say do đã có uống rượu. Đến Bình Phú, nhân viên xe bus gọi nhưng ông không tỉnh dậy. Xe chạy tiếp đến bến xe thị trấn Cái Bè, nhân viên trên xe tiếp tục gọi. Sau khi ông này xuống xe, đã dùng chân đá vào thành xe. Thấy vậy, Nam đã lao tới, đánh ông này chảy máu đầu. Sự việc đang được công an thị trấn Cái Bè thụ lý điều tra. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị đừng xem màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.